tiên. Cái nội dung tiếp theo mình cần làm nữa là tính toán và lựa chọn các cái phần tử trong cái mặt tiền. Thì nội dung này đã nó nằm ở cái chương số 7 nha. Thì chủ yếu đây là mình sẽ tính toán các cái khí cụ điện và dây dẫn. Thì khí cụ điện thì nó sẽ gồm có các thiết bị bảo vệ ha, cục chì, CV và dây dẫn điện để nối trong cái mạch ha. Rồi, thì cái nội dung này nói chung ở đây người ta cũng trình bày nó tương đối là ngắn gọn thôi. Thì cái relay nhiệt ha, relay nhiệt cũng là thiết bị bảo vệ. Rồi. Thì cái phần cái nội dung này chắc là mấy em đã học ở cái môn gọi là đồ án cơ sở kỹ thuật điện đúng không em? Em có học môn đồ án cơ sở kỹ thuật điện chưa? À, đó mình học môn đồ án cơ sở kỹ thuật điện rồi đúng không? Đồ án cơ sở kỹ thuật điện còn nhớ không? Nhớ làm gì môn nào? Đó mình học chưa nói thầy biết coi. Đó mình đã học cái môn đồ án cơ Rồi, sở kỹ thuật điện rồi thầy. rồi đúng không? Rồi. À, thì cái phần mà tính toán lựa chọn các cái khí cụ điện rồi dây dẫn là mình có học à, có học rồi nha. Nhưng mà thôi giờ thầy nói lại sơ bộ một tí à. Rồi trước tiên thầy nói về cái phần lựa chọn dây dẫn đi à, cái phần chọn khí cụ điện thì bữa sau cũng được à. Cái này là khi mình tính toán lựa chọn dây dẫn á thì mình sẽ dựa trên nguyên lý là phải dựa trên cái dòng điện của cái phụ tải tải của mình tính toán đúng không? Thì giả sử cho em một cái tải, ví dụ một cái động cơ 3 pha, ví dụ công suất 10 kW, thì em tính được dòng điện nó tiêu thụ không? Tính được cái dòng điện cung cấp cho động cơ. Nói cái trình tự tính toán đó. Để tính toán lựa chọn dây dẫn ha. Thì đầu tiên trước tiên mình phải tính được gọi là dòng điện tải có nghĩa là một trăm cái tải tiêu thụ bao nhiêu kW đó thì mình phải tính được dòng điện tải để muốn tính dòng điện tải thì tính như thế nào có công thức không B nếu mà tải B bằng gì U I có phi đúng không? Nếu là tải một pha nếu tải một pha còn nếu tải ba pha thì B nó bằng căn ba đúng không? Ba u y cộng phi. Sao em? Ê, có bạn nào ý kiến gì? Có thấy không? Thấy được không? Thầy đang gõ trên màn hình có thấy không? Dạ thấy rồi. À rồi. Nếu mà không thấy hay là nó bị gì đó thì có thể biết. Tại nhiều khi xem màn hình nhưng mà có khi mấy 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 một số máy lại không nhìn thấy được. Rồi. Thì nếu mà có cái phụ tải, mình tra công suất ví dụ phụ tải, tra phụ tải ví dụ 10 kW. Điện áp thì mình sẽ biết ha, điện áp phụ tải biết rồi cos phi cos phi thì tùy loại phụ tải ví dụ như tải mà là điện trở thì cos phi nó bằng một tải không động cơ cos phi nó còn 0,8 nó còn 9 gì ra tùy tùy loại động cơ 0,8 0,7 gì đó tùy khả năng tùy người ta bù bù công suất nữa thì thường thì cái phụ tải người ta sẽ cho ví dụ như cái động cơ trong cái dây chuyền điều khiển đó mình phải biết nó công suất bao nhiêu quá cái phụ tải động cơ mình biết công suất nó bao nhiêu hệ số công suất nó như thế nào rồi thì mình phải tính được dòng điện tải từ công thức công suất có điện áp có cos phi rồi thì đó là gọi là y tính toán cái dòng điện suy ra được cái dòng điện y y tính toán.
là dòng điện phụ tải ha, mình tính được ra phụ tải bao nhiêu mét. Rồi thì từ cái giá trị dòng điện y tính toán y làm việc của phụ tải á, à, ở đây mình gọi y làm việc cũng được ha. Thì khi có cái giá trị y làm việc rồi thì mình sẽ tính được cái trên cơ sở ra mình sẽ tính được cái dòng cho phép chạy qua dây dẫn, à, dòng cho phép chạy qua dây dẫn ha. Thì người ta sẽ lấy cái y tính toán y làm việc á, người ta chia cho một cái hệ số hiệu chỉnh, hệ số hiệu chỉnh ha. Rồi thì hệ số hiệu chỉnh ở đây thì tùy theo cái số thiết bị ha, nhóm thiết bị. Rồi thì thường ha, nếu mình có thể chọn luôn cái y cho phép ha, bằng luôn cái y y làm việc cũng được. Rồi bây giờ nếu mình đã có cái y cho phép rồi thì làm sao mình chọn được cái dây phù hợp, à, sau khi tính được cái dòng điện ha, cần cần thiết cho cái dây điện đó nó phải tải đó, à, y tính toán hoặc là y y cho phép qua dây dẫn đó. Thì sau khi có cái y đó rồi mình phải chọn dây dẫn, à, sau khi có y mình sẽ chọn dây dẫn, chọn dây. Thì chọn dây người ta có nhiều cách chọn, à, chọn dây nó có nhiều cách ha. Có thể là chọn bằng cái việc chọn dây thì nó sẽ có một số cái điều kiện để lựa chọn dây dẫn. À, thứ nhất là nó có thể chọn theo mật độ dòng điện kinh tế. Mật độ dòng điện kinh tế ha. Không biết là hồi trước mấy em học cái đồ án cơ sở kiểm điện thì mình chọn theo cái kiểu nào. À, rồi thì nói một số cái cách chọn dây. Cái cách thứ hai là nó chọn theo cái gọi là tổn thất điện áp cho phép. Thì từ từ thầy sẽ nói kỹ từng cái ha. Chọn theo tổn thất điện áp cho phép. Rồi, cái thứ ba là nó chọn theo cái gọi là độ phát nóng cho phép. Thường là chọn theo ba cái này ha. Thì đó là ba cái phương pháp chính á. Rồi, vậy thì thầy thì nói lần lượt từng cái. Thứ nhất là chọn theo mật độ dòng kinh tế. Thì cái phương pháp mà chọn theo mật độ dòng kinh tế là người ta tính toán, người ta lựa chọn cái dây nó có cái đường kính sao cho khi mà nó dẫn tải cái dòng điện đó thì thứ nhất là nó đảm bảo được là cái tổn thất trên cái đường dây á nó sẽ là tối ưu nhất. Tại vì cái đường dây dẫn điện mình thì nó có điện trở và nó sẽ bị tổn thất trên đó, thì cái phương pháp mật độ dòng kinh tế nó sẽ tính toán dựa trên cái tổn thất trên cái đường dây dẫn, thì làm sao tối ưu được cái tổn thất này ứng với cái tỷ suất đầu tư cho cái đường dây. Mình mà tăng cái đường kính đường dây lên, tăng đường kính dây dẫn lên thì cái tổn hao trên đường dây nó sẽ giảm xuống, nhưng mà cái chi phí ban đầu mình đầu tư nó sẽ cao ha. Còn nếu mà mình giảm cái đường kính dây xuống thì cái chi phí mình thiết kế mình lắp đặt cái dây nó sẽ rẻ ha, với chi phí mà lắp đặt cái đường dây đường kính nhỏ thì nó rẻ, nhưng mà dòng điện chạy trong đó nó sẽ bị tổn hao nhiều ha. Đường dây nhỏ thì điện trở nó cũng sẽ lớn lên ha, đường kính dây mà nhỏ thì điện trở nó sẽ lớn và nó cản trở dòng điện, nó làm tổn hao dòng điện trên đường dây. Thì lúc đó người ta phải tính toán cái tính kinh tế ha, giữa cái đầu tư dây lớn với dây nhỏ người ta phải cân đối để cho cái tính hiệu quả kinh tế là tốt nhất. Thì cái việc lựa chọn cái dây dạy theo mật độ dòng kinh tế nó sẽ dựa trên cái mật độ dòng, gọi là mật độ dòng. Thì người ta sẽ có cái bảng ha, để chọn theo mật độ dòng. Ví dụ ứng với dây đồng ha, ứng với số giờ sử dụng phụ tải cực đại trong năm, có nghĩa là trong một năm nó chạy cái dòng điện nó chạy trên dây trong thời gian bao lâu. Ví dụ trong năm nó chạy từ 1.000 tới 3.000 giờ thì cái dây đồng sẽ chọn cái đường kính như thế nào, mà trong một năm nó chạy từ 3.000 tới 500.000 giờ thì dây dẫn sẽ chọn không phải đường kính mà gọi là cái mật độ dòng trên dây á, cho phép chọn cái mức bao nhiêu, đơn vị nó là ampe trên milimét vuông. Thì mấy em để ý ha, cái thời gian mà dòng điện mà chạy trên dây càng nhiều á thì cái mật độ dòng cho phép nó càng nhỏ, để chi nó tổn hao nó sẽ nhỏ nhất, có thể ứng với thời gian càng nhiều thì người ta muốn cái dòng chạy trên dây nó nhỏ lại, không phải dòng chạy dây nhỏ mà cái mật độ dòng nó nhỏ,
muốn mặc đồ dòng nhỏ thì mình phải chọn dây kích thước lớn lên. Ví dụ cùng một dòng điện 10A, một dòng điện 10A mà nếu mà chạy qua cái dây tiết diện 4 mm vuông thì nó là mật độ dòng nó là 2,5. Nhưng mà nếu mà cho nó chạy qua cái dây tiết diện là 5 mm vuông đi thì mật độ dòng nó chỉ là mật độ dòng nó là 2,1 2 20 A trên mm vuông. Thì nếu mà dòng điện nó chạy trên dây càng nhiều thì người ta sẽ chọn cái đường kính dây lớn lên để cái mật độ dòng trên dây nó giảm xuống hoặc đúng với cái đúng phù hợp với cái bảng này. Thì cái bảng này để mình lựa chọn cái mật độ dòng điện cho phù hợp. Thì cái bảng này gọi là bảng mật độ dòng điện kinh tế. Thì nếu cái việc áp dụng cái phương pháp này á, thường nó sẽ dùng đối với dây dẫn và cáp trên 1 kV. Có nghĩa là mình chọn ở cái mức điện áp trên 1 kV thì mình mới lựa chọn theo cái phương pháp này. Còn nếu mà em tính ở cái mạng hạ mà dưới 1.000 V á, ví dụ mạng điện trong nhà máy á 380 V là 3A thì không sử dụng phương pháp này nha em, không dùng cái phương pháp mật độ dòng kinh tế. Mật độ dòng kinh tế dùng đối với mạng trên 1 kV nha. Thì để nói với cái phương pháp này vậy thôi. Rồi, không sử dụng trong các trường hợp là lưới xí nghiệp hay công trình dưới đến 1 kV, có nghĩa là dưới 1 ký, dưới 1 kV này. Rồi lưới phân phối điện áp dưới 1 kV thì nói chung không sử Hello. thằng nào mới alo gì ta. À, thằng nào cần nói gì không? Thôi vô lớp thì trật tự như này nha, là gián đoạn vậy chứ. Đây, đó là cái phương pháp mật độ dòng kinh tế nha em. Thì phương pháp này nói chung hiện tại thì đối với cái hệ thống trang bị điện, các cái mạch điều khiển của mình đó, thì cái điện áp nó dưới 1 kV nên mình sẽ không dùng phương pháp này. Chỉ nhắc lại cái cách thức sử dụng cái phương pháp này thôi. Rồi, cái phương pháp thứ hai, Lòng mẹ bay. cái gì đó? Bạn nào mới nói gì đó? Bạn tên gì mới nói vậy em? Bạn tên gì? Phá thầy ơi, không có trong lớp em. Biết tên thì chứ. Nguyễn Thanh gì, Nguyễn Thanh. Con đá. Nguyễn Thanh Phong Nguyễn á Thanh thầy. Phong á thầy. Không được ơi. À, lớp mình đừng có share cái Zoom của lớp mình lên cho người khác ha. Nhiều cái ID của bắt buộc rồi. Mình sẽ lock meeting lại cho mấy bạn khác khỏi vô. Quay tìm rồi này ai vô thì đợi. Em không nên share cái Zoom cho mấy bạn khác lớp khác là ở đâu vô á. Rồi thôi ráng hết tuần này với tuần sau nữa mình đi học lại bình thường. Cái phương pháp mà chọn thứ hai là chọn theo cái tổn thất điện áp cho phép. Thì cái tổn thất điện áp cho phép là sao? Tổn thất điện áp cho phép là ví dụ mình truyền từ cái phía nguồn tới phía tải à. À, giả sử mình có một cái nguồn và một cái tải, này là nguồn, mình muốn truyền điện từ phía phía nguồn tới phía tải, vậy hai cái cọng dây. Giả sử điện áp phía nguồn này là dụ phía nguồn mình là 220 A.
chỗ này là 220 nè. Thì khi mình truyền tới phía tải, truyền tới tải bên này, thì U bên phía tải này nó sẽ bị sụp áp đi. À, tại vì cái đường dây này nó có điện trở, cái đoạn đường dây này nó có điện trở, đường dây nó sẽ có điện trở là R, R đường dây, thì nó sẽ làm sụp áp, nó làm giảm cái điện áp trên đường dây xuống, điện áp trên đường dây nó sẽ bị giảm tục xuống hơn, U nó sẽ bị giảm xuống, U trên đường dây nó sẽ bị giảm do vì cái điện trở R trên đường dây. Thì cuối cùng điện áp mà nó chạy được tới tải á, thì nó sẽ còn lại còn khoảng, ví dụ giả sử thì giả sử còn 200V thôi, nó sụp mất 20V. Thì tùy vào cái điện trở đường dây á, tùy vào cái độ dài đường dây, đường dây mà càng dài á thì điện trở đường dây nó càng cao, hoặc là tiết diện của dây nó càng nhỏ, tiết diện dây mà nhỏ thì cái điện trở nó sẽ cao ha, dẫn tới là sụp áp nó sẽ càng nhiều. Thì muốn mà cái sụp áp ấy đó, ví dụ nguồn 220 mà muốn tới tải còn không có sụp tới 200 mà nó còn dùng 210 chẳng hạn, thì mình một là mình tăng cái tiết kiệm đường dây lên, hai là mình phải nâng điện áp lên, nâng điện áp phía bên nguồn lên để tới tải nó sụp xuống là vừa, dùng mấy miếng áp chuyện gì ha để nâng điện áp lên. Rồi thì cái việc mà sụp áp là không thể tránh khỏi, đường dây mà càng dài sụp áp càng nhiều. Vậy thì nếu mà nó sụp nhiều quá, ví dụ 220 mà truyền tới tải này xa quá, nó tụt xuống còn có 180V chẳng hạn, tụt nhiều quá thì cái tải nó không đủ điện áp. Ví dụ tải này yêu cầu ít nhất phải 200V nó mới chạy, và nếu mà sụp xuống còn 180 thì tải nó sẽ không chạy được ha. Thì đó là sụp áp cho đường dây. Thì khi mà mình lựa chọn dây dẫn á, nếu mà em lựa chọn cái dây mà tiết diện nhỏ thì cái sụp tải điện trở nó sẽ càng lớn, thì sụp áp nó sẽ càng lớn. Do đó mình phải chọn cái tiết diện dây phù hợp để cho cái sụp áp nó đảm bảo nó sụp không quá 10% chẳng hạn, để cái tải nó vẫn còn đủ điện áp nó tiêu thụ, đủ điện áp để nó vận hành. Thì đó gọi là phương pháp chọn theo cái độ sụp áp cho phép, theo tổn thất điện áp cho phép. Tổn thất điện áp chính là sụp áp. Cái phương pháp chọn này thì người ta sẽ chọn, thường sẽ chọn theo cái một số cái tiêu chuẩn ha, về cái độ sụp áp cho phép. Thì ví dụ delta U max là cái độ sụp áp nó phải nhỏ hơn cái delta U cho phép. Rồi thì ví dụ mình phải tính toán cái điện áp đó đi qua cái đường dây điện trở bao nhiêu và nó sụp xuống này còn bao nhiêu, thì mình phải tính toán cái tiết diện dây để cho cái điện trở R này nó giá trị bao nhiêu. Thì cái điện trở đường dây R đường dây thì sẽ bằng gì? Rho nhân L chia cho S. Em có biết cái công thức tính đường trở không? Điện trở đường dây ha. Rho là cái gọi là cái điện trở xuất của dây dẫn. L là cái chiều dài đường dây và S là cái tiết diện của dây. Thì cái điện trở nó sẽ tỷ lệ thuận với chiều dài và tỷ lệ nghịch với tiết diện. Thì mình phải chọn tiết diện phù hợp để nó không bị sụp áp quá cái mức cho phép. Thì đó gọi là cái phương pháp chọn theo cái độ sụp áp. Rồi này là cái bảng để lựa chọn, đó là theo phát nóng rồi. Cái phần tổn thất điện áp thì nói sơ bộ vậy thôi. Rồi thì mình phải tính toán cái tiết diện dây phù hợp để cho cái điện trở đường dây nó đủ nhỏ để nó không có làm sụp áp quá cái U cho phép này, cái cao cho phép. Thì đó là gọi là cái phương pháp tính toán dựa trên cái tổn thất điện áp cho phép. Rồi cái phương pháp thứ ba, lưu ý cái phương pháp thứ ba này, chọn theo cái độ phát nóng cho phép. Thì cái phương pháp này là cái phương pháp gọi là thường sử dụng nhất đối với cái mạng hạ áp thì người ta sẽ quan tâm tới cái gọi là cái độ phát nóng cho phép. Tại vì đối với mạng hạ áp thì cái khoảng cách thường mình chỉ truyền dẫn nó ở trong một cái khu vực không có lớn, ví dụ như trong nhà hoặc là trong xí nghiệp, trong nhà máy, thì cái khoảng cách truyền nó không có xa, nó truyền trong phạm vi khoảng tầm vài trăm mét trở lại thôi. Thì cái mức độ sụp áp ứng với cái khoảng cách đó thì nó không đáng kể.
nên thường người ta không cần quan tâm tới cái độ sụt áp cho lắm, à, ít ít quan tâm ha, ít quan tâm tới cái độ tổng thất điện áp, à, cũng như cái mật độ dòng kinh tế người ta cũng ít quan tâm, tại vì cái điện thế điện áp mà mình sử dụng ở đây là dưới 1000 V, nên là mình chọn theo cái phương pháp mật độ thác nóng cho phép này. Thì phương pháp thác nóng này nữa đã đảm bảo là gì, cái dây dẫn nó dẫn cái dòng dưới cái ngưỡng phát nóng quá mức của cái dây, tại vì nếu mà cái dây nó nóng quá thì vấn đề gì xảy ra, biết không em? Cái dây nó có cái lớp vỏ cách điện đúng không, nếu mà lớp vỏ cách điện này mà nó chịu nhiệt độ cao quá, à, nó nhiệt độ nó vượt qua cái mức cho phép của cách điện à, thì nó sẽ làm lão hóa cách điện, làm hư cái cách điện đi. Thì em học ở cái môn môn khí cụ điện, mình sẽ biết về các cái vật liệu cách điện ha, các vật liệu cách điện là có 7 cấp cách điện á, thì ứng với 7 cấp đó nó sẽ có nhiệt độ cho phép nhất định ha. Thì nếu mà mình à, cái dây mà nó nóng lên quá cái khả năng chịu đựng của cái cách điện á, thì nó sẽ mau chóng bị lão hóa và hư hư cái vỏ cách điện ha. Cái vỏ cách điện mà hư thì nó sẽ dẫn tới là chạm điện, là chập điện đúng không, ngắn mạch nguy hiểm. Thì mình sẽ chọn dây theo cái mặt gọi là theo cái độ phát nóng cho phép, có nghĩa là chọn cái tiết diện phù hợp để cho cái dây nó không có bị nóng quá khi mà nó dẫn cái dòng điện của tụ tải. Rồi thì muốn chọn theo cái độ phát nóng cho phép á, thì thông thường thì mình có thể là chọn theo gọi là theo một số cái tiêu chuẩn. Thì chọn theo tiêu chuẩn thì nó có 2 cái tiêu chuẩn mà mình có thể theo, đó là cái tiêu chuẩn quốc tế là tiêu chuẩn IEC, thường là theo tiêu chuẩn ha IEC này, hoặc là nếu không theo tiêu chuẩn quốc tế thì có thể theo tiêu chuẩn Việt Nam. Hoặc là tiêu chuẩn Việt Nam ha, tiêu chuẩn Việt Nam là TCVN. Thì tiêu chuẩn mà đối với cái việc chọn nghe dẫn á, tiêu chuẩn ICC thì người ta có một số cái tiêu chuẩn, nhiều rất nhiều tiêu chuẩn, nhưng mà về cái tiêu chuẩn mà chọn dây cáp á, dây cáp thì nó thường là nó theo cái tiêu chuẩn là nó là cái IEC 60364 à, IEC 60364 này. Là tiêu chuẩn để chọn dây cáp ha. Nó có rất nhiều mục trong đó nhưng mà trong đó nó có mục chọn dây cáp ở trong ha. Còn cái tiêu chuẩn Việt Nam á, để mà chọn dây dẫn là cái tiêu chuẩn 7447, tiêu chuẩn Việt Nam là TCE 74 TCDN 7447. Thì nó sẽ list ra cái gọi là cái điều kiện về phát nóng cho phép đối với dây dẫn thôi. Số cái tiêu chuẩn đây, ví dụ như cái tiêu chuẩn TCVN ha. Khá sợ nó không, cái này là file ảnh đó rồi, tạo cái chữ xem này. Lưu ý là những cái bản tiêu chuẩn này nó sẽ đưa ra rất nhiều thứ trong đó nha em, nhưng mà cái mình cần tìm là cái dòng điện cho phép và dây dẫn ha, theo điều kiện phát nóng này, nó mỗi mỗi cái bản tiêu chuẩn thì nó không phải là quy định một thứ mà nó quy định rất nhiều thứ liên quan tới lắp đặt hệ thống điện ha. Đây là cái nhiệt độ cho phép nè ha, để bạn ví dụ giá trị K, cái giá K này là cái hệ số hiệu chỉnh dây dẫn ha.
nối đắp và dây bảo vệ mất rồi. Cái nó có nhiều mục trong đó ha, 747 nhưng mà đây là 5-54 mất rồi. Em tìm cái tiêu chuẩn đó nhưng mà nó phải đúng cái bảng của nó. Cái mục mà 7447 ha, rồi xong nó có mục số 4 rồi mục số 41 ha. À, hệ thống lắp đặt điện hả? À, đây là phần 441 là bảo vệ an toàn, bảo vệ chống điện giật không phải ha. Không có rất nhiều mục này nó không có cái chuyện. Trước này có cái bảng full mà cái dây nối đắp dây bảo vệ. Thôi mình lấy theo cái tiêu chuẩn quốc tế là cái AEC đi ha. Rồi thì cái 60429 nữa. Rồi sau thì chắc thầy tạo cái waiting room á, mấy em vô thầy admit cho vô. Còn nếu mà có không đúng rồi. À, thì mấy em tìm theo cái tiêu chuẩn AC á, mình tìm cái chỗ cái bảng mà nó list cái dòng điện này theo cái tiết kiệm này ha. Ví dụ ở cái một cái bảng chọn dây dẫn theo cái dòng điện này, range of rate current là cái khoảng dòng điện cho phép ha, dòng điện AB này, cho phép ha, và dòng từ 0 cho tới 8 ampere thì dây 1 mm² ha, dây 1 mm², rồi dòng từ 8 tới 12 thì dùng dây 1.5 ha, thì nó sẽ có những cái bảng để mình lựa chọn theo cái điều kiện ha. Ở đây là điều kiện phát nóng ha, rồi dòng từ 12 cho tới 15 thì dây 2.5. Thì khi mình lựa chọn dòng điện ha, theo tiêu chuẩn mình chọn theo các cái bảng người ta có sẵn các cái bảng để mình lựa chọn ha. Thì mấy em tính cái mạch mình ha, ví dụ cái động cơ ví dụ như động cơ đó công suất là 10 kW, ví dụ thôi ha, suất động cơ của cái thiết bị là 10 kW vậy nè, thì mình tính được ra dòng điện đó là bao nhiêu ampere. À, rồi mình chọn theo cái phương pháp là điều kiện phát nóng cho phép ha. Dạy theo điều kiện phát nóng thì mình theo một cái bảng, ví dụ bảng máy ở cái tiêu chuẩn nào, nên có thể chọn theo TCVN hoặc là tiêu chuẩn IEC ha. Rồi thì kêu cái bảng đó thì mình sẽ chọn được dây tiết kiệm bao nhiêu mm phù hợp với cái dòng này, thì chọn đơn giản như thôi được rồi đó. À, thì mình lựa chọn theo tiêu chuẩn IEC ha. Còn IEC xong con 364 mình cho cái mạng áo.
CBN 747 phần 5 phần 5 phần 5 chọn đúng cái phần của nó thì mình mới thấy được cái này, nó lấy 5 và gạch 54 nên là nó ngày nào phải tốn tiền hả? Số cái nó rất tốn tiền thôi. Cái bộ tiêu chuẩn thì nó có rất nhiều phần cho mấy em, mấy em phải tìm ra đúng cái nội dung mà mình cần ha. À, giờ nó có phần lựa chọn cầu chì ha, lựa chọn conductor này. Để thầy cho em cái luật cái quy phạm trang bị điện này đó, cái quy phạm trang bị điện cái này là của quy phạm trang bị điện này là của bên bộ công thương ha. Thương nó quy định về cái theo mức độ dòng cho phép đó. Cái này chắc để thầy gửi lên trên lớp luôn. Cái này nó dựa theo cái tiêu chuẩn IEC với tiêu chuẩn TCBN thì cái nó có cái bảng luôn à. Dòng điện cho phép theo cái này tiết kiệm dòng điện cho phép ha, theo cái tiết kiệm ruột à, ruột của dây dẫn ha, ví dụ như ruột à, dây tiết kiệm dây là 0,5 mm² à, thì dòng điện cho phép là 11 A. Đối với dây đẹp hở là dây đi ở ngoài ha, không có đẹp trong ống nha. Rồi tương tự ha, ứng với dòng không à, ứng với tiết kiệm 0,75 thì dây đẹp hở là được 15 A. À, tiếp theo ví dụ như các mức tiếp theo ví dụ 1 mm² thì dây hở được 17 A, dây mà hai ruột
dây một hai dây một ruột a nằm ở chung trong một ống á, đặt chung trong ống á, thì dòng được là 16 bên. Nếu 3 giây thì dòng 15, 4 giây. Rồi. Thì cái này đó là cái theo cái tiêu chuẩn, nói chung dựa trên cái tiêu chuẩn TCPN ha. Tiêu chuẩn IEC. Hai cái TCPN nó cũng dựa trên IEC á. Thì người ta rút ra luôn cái bản này theo này gọi là cái quy phạm trang bị điện. Thì mình có thể dùng dùng cái quy bản quy phạm trang bị điện này cũng được. À, ở đây nó có những cái loại vật liệu khác nhau ấy. Ví dụ dây ở trên này là dây và ruột đồng bọc cao su hoặc PVC, vỏ PVC hoặc là vỏ cao su. Dưới này thì dây nó là ruột đồng cách điện cao su vỏ bảo vệ kim loại hoặc là cáp ruột đồng cách điện cao su vỏ chì, đúng không? Thì nó lại có cái bản khác nữa nha. Thì tùy loại cáp mà mấy em sử dụng đến với cái hệ thống của mình dùng cái dây loại nào thì nó đây lại có cái bảng ứng với cái loại dây đó. Đây là cái bảng tra dây ruột nhôm điện cao su. Thì nó có rất là nhiều loại nhiều bảng á, mình chọn cái bảng phù hợp với cái dây mình sử dụng. Thì đó là cái cách lựa chọn. Cái vi phạm này thầy sẽ gửi lên trên cái class lớp của lớp nha, vi phạm trang bị điện sơ bộ. Rồi tiếp theo là chọn, mình sẽ chọn biết được cái tiết diện dây rồi sau đó mấy em chọn cho thầy luôn cụ thể cái dây đó là dây nào của hãng nào á, thì mình có thể lên trên Google mình tìm ha. Thì nó có các cái catalog kiểu như này ha, ví dụ cái dây cáp điện, ví dụ ở đây thầy đang sẽ có cái bản dây cáp ví dụ dây cáp điện của thằng Daco, thì nó sẽ có nhiều cái loại dây cáp. Thì mấy em khi mấy em chọn thì mấy em chọn luôn cái loại dây cáp cho phù hợp thôi. Ví dụ nó có loại cáp CB 1.0, có nghĩa là dây này là dây tiết diện 1 mm vuông, hoặc là dây CB 6.0 là dây tiết diện 6 mm vuông. Thì cái loại dây nó như này, dây này là dây ruột một lõi nhưng mà nó có nhiều sợi bền lại với nhau. Thì các cái loại dây cáp nó sẽ có các cái thông số tương ứng thôi. Ví dụ cái loại này, loại ruột đồng này, cách điện PVC này. Rồi thì nó có CV 10, 16, 25 nên tiết diện dây ha. Rồi nó mở mạch ra, ví dụ CV 10 mở mạch ra 7 nhân 1.35. Có nghĩa là nó gồm có 7 sợi đồng trong đó và một sợi là nó 1.35 mm vuông. 7 sợi nhân lại. Đó là tiết diện dây nha. Rồi thì đó là cái bản dây cáp, thì mấy em lên mạng lên tìm ha, coi thử coi có cái loại dây cáp nào phù hợp với cái yêu cầu của mình. Dùng em tính ra tiết diện dây là giả sử ha, giả sử mình dùng cái mình tính toán ra dòng điện, sau đó mình dùng cái bảng quy phạm trang bị điện để mình tính ra được mình chọn được cái dây, giả sử mấy em chọn được cái dây dây mấy em cần là 10 mm vuông, cần dây tiết diện ruột là 10 mm vuông giả sử ha. Thì mấy em lên tra thử cái các cái hãng cáp á, nó cung cấp cái loại dây 10 mm vuông có những loại cái dòng nào, ví dụ như ở trên này là 1 tới 6 thì không có đủ á, ở này có 11 có thể dùng được ha. Nếu không thích thì đúng 10 thì mình chọn ví dụ như dây này CV này 10 này ha, 7 nhân 1.35 thì có thể chọn dây 10 mm vuông như này. Rồi giá thành của nó này, giá thành nó là 20.000, 20.570 đồng ha. Thì cái phần giá này để mình ở cái mục sau nữa mình sẽ có phần là tính toán cái chi phí chi phí để đầu tư xây dựng cái hệ thống đó, mạch của mình ha, phí tốn bao nhiêu. Thì để thầy coi cái nếu mà kịp thời gian thì mình sẽ làm cái phần tính toán về chi phí nữa. Còn không thì thôi, tính tới chọn dây được rồi, chọn được cái loại dây này được. Phí để coi để coi khá nhiều thời gian. Đặt đi nói sơ bộ là cách tính toán lựa chọn dây dẫn mình sẽ thực hiện như vậy. Đó, mình sẽ chọn theo cái phương pháp là độ phân nóng cho phép nha em. Thì nếu kỹ hơn á, mấy em tính độ phân nóng xong rồi mấy em kiểm tra lại cái theo cái tổn thất điện áp cho phép.
kiểm tra lại thêm cái tổng tắc điện cho phép, có nghĩa là sụp áp dụng ứng với cái độ dài dây thì sụp áp nó bao nhiêu vôn, okay. Còn không thì tính theo cái mật độ phát nóng, theo cái độ phát nóng cho phép được rồi. Thì mấy em có thắc mắc gì về cái nội dung này không? Cái phần này thì mấy em đã học ở cái môn môn đồ án đi. À, cơ sở kỹ thuật điện rồi đúng không? Thì bây giờ thầy chỉ nhắc lại sơ bộ vậy thôi. Mình có thắc mắc gì về cái nội dung này không em? Thầy cái về việc chọn dây thì thầy sẽ gửi cái quy phạm trang bị điện này luôn ha. Quy phạm này mình có thể chọn theo nó luôn. Nếu còn nếu mình tra theo cái này á, thì nó hơi phức tạp ha. Thứ nhất là nó rất là nhiều cái nội dung trong này. Một cái tiêu chuẩn AC nó sẽ quy định rất nhiều thứ và lục cái phần tiết kiệm dây nó cũng hơi mất công ha. Tệnh nó không có ra. Kéo mình phải đọc một phần đó. Cái nội dung này, cái video này thì thầy sẽ up lại lên trên trên cái club trong club trên đó, có bạn nào giữa chân bị giăng re hay sao đó. Cái này là cái bảng dành cho dây, cái dây bảo vệ protective conductor này, cái dây BE này, dây bảo vệ này, dây dẫn chính này. Này nó lại tính theo cái dòng ngắn mạch, hoặc thì nó có nhiều cái quy phạm đó, nó có nhiều cái tiêu chuẩn đó. Bây giờ nếu mà tìm hơi lâu ha. Rồi tạm thời cái phần nội dung về cái tính toán lựa chọn dây dẫn thì thầy mở sơ bộ vậy. Thì nếu mình có thắc mắc gì thì đặt câu hỏi thôi em. Em nhóm nó có thắc mắc gì đặt câu hỏi. Em có thắc mắc gì không? À, vậy là công việc tuần này là chỉ lựa chọn dây thôi đó này, với nộp cái file bài vẽ. Đúng rồi, nộp cái file về bản vẽ à, và chọn dây. Dạ rồi. Rồi. Nếu không có thắc mắc gì thì chờ tới thời điểm danh là nghỉ ha. Thứ 6 mình tiếp tục.
Thái thấy mới bị đứt mạng này ơi, bây giờ mới ngôn được. À, thôi mình nghỉ ha, và phải điểm danh sau rồi. Hoàng mới vô được hả? Em vừa bị ao xong á thầy, vừa ao được Rồi. có 2-3 phút. Đi ngon đúng không? Rồi mình có thể nghỉ ha. Giờ các nhóm mình cố gắng nộp hoàn tất cái phần bản vẽ và bắt đầu tìm hiểu qua phần tính toán về dây dẫn ha. Có thể Đã. coi lại cái đồ án môn phần đồ án cơ sở vật liệu hôm trước mình học á. Cái video hướng dẫn thầy chỉ hướng dẫn sơ bộ vậy thôi. À, video này thầy sẽ up lại lên nếu cần thì mình coi lại. Thầy ơi, cho em hỏi cái thầy ơi. Bạn nào còn hỏi gì hả? Mình lựa chọn dây dẫn là dây từ CP tới cái thiết bị máy ha thầy? À, chọn mấy em bây giờ này, mình trước tiên mấy em cứ chọn cái chọn phần động lực trước đi, phần mạch điều khiển thì cũng không cần đâu, chọn phần động lực ha. Động lực thì từ phía nguồn 3 pha đi xuống qua CB, rồi từ CB đi xuống với cái động cơ, qua connector xuống động cơ đó. Chọn cái phần động lực trước đi, còn cái phần mạch điều khiển thì nói chung cũng không cần nữa, cái dòng mạch điều khiển là nhỏ, chủ yếu là chọn phần động lực đó nha. Rồi, ví dụ cái động cơ mình xác định được coi cái động cơ trong cái dây chuyền của mình, động cơ mà vận hành cho máy á, thì cái công suất nó bao nhiêu, rồi tính ra dòng điện à, để xác định được cái động cơ công suất bao nhiêu ấy, mới tính dòng điện à, rồi tìm cái dòng điện rồi mình chọn cái dây dẫn cho phù hợp để tải cái dòng điện cho cái động cơ đó. Cố gắng tìm hiểu thử coi ví dụ cái máy của mình công suất bao nhiêu á, thì mình phải xác định được cái động cơ công suất bao nhiêu. Rồi nếu gặp khó khăn gì nữa thì có thể đặt câu hỏi ha, lên Classroom đang cũng được. Dạ rồi, dạ em cảm ơn mày. Rồi, thì điểm danh xong mình có thể thấy nha. Xong rồi có thể thấy.